Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về cách viết chữ hoa trên bảng có ô ly. Và trên đây là phần minh họa cho vở 5 ô ly. Mình viết ở trên bảng và thể hiện cái số ô ly là 2,5 ô ly. Mời các bạn cùng theo dõi ha.
Mình vừa hoàn thành xong phần chia sẻ cách viết chữ hoa trên bảng có ô ly. Mình hy vọng rằng phần chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn, hướng dẫn cho con em các bạn học cách viết chữ hoa một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Nếu các bạn thấy nội dung chia sẻ của mình hay và bổ ích thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để khi mình có nội dung chia sẻ mới thì các bạn có thể xem được ngay nhé. Xin chào các bạn.